Vâng, kính chào các bạn. Thế thì Quý Nguyễn lại tiếp tục lên YouTube một dàn âm thanh tương đối là giá mềm và quay rất cụ thể để cho các bạn có thể sở hữu cho mình mà không lo ngại về cái khoản tài chính bỏ ra với những hàng như thế này. Thế thì trước tiên mình đang quay chi tiết cái con CD Kenwood Kenwood DB 5010 Kenwood DB 5010 với bạn nha. Đây, 5010 và mình quay rất cụ thể. Đặc biệt con Kenwood này do là cái thương hiệu người ta nghe Kenwood vậy, chứ nhờ con Kenwood này về cái nội thất bên trong nó rất chi là đẹp. Mình quay rất cận cảnh, rất cận cảnh để các bạn xem. Và tại vì sao bây giờ mình quay hơi muộn rồi, nhưng mà có một vị khách yêu cầu không cần quay, nhưng mà mình vẫn quay lên để cho khách họ xem, các bạn các anh em xem được cái con CD này. Con CD đặc biệt đó là đấy, nó vẫn đang hát, mình vẫn quay, mình vẫn xê dịch con CD mà các bạn biết rồi. Thế thì và mình đang ghép nó với một con amply, cũng là amply cỏ thôi, là amply Rotel RX552. Đây mình đang ghép vào nó đây các bạn nha. Và cái con Kenwood mình coi quay rõ là Kenwood DB 5010 sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Và lại ghép với một cặp amply sang xuôi, một cặp amply sang xuôi cổ XB, cặp loa cổ XB sang xuôi 1001. Đấy, thùng gỗ làng. Cặp loa này thì mình cũng đã lên YouTube giới thiệu các bạn tối hôm qua. Nhưng mà bây giờ mình lại ghép một bộ như thế này, nó có nghĩa cái tầm tiền trên 10 triệu là mình các bạn đã sở hữu được rồi. Đấy, những con CD như thế này, CD cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Và giá chỉ có mình quay cái clip này thì giá chỉ có bán 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu bao ship về Bắc Giang. Bao ship về Bắc Giang cho một anh bạn đang công tác ở Bắc Giang. Đấy, các bạn nhìn thấy mình làm rất kỹ. Con CD nguyên bản, nguyên bản, chưa sửa chữa gì cả. Đấy, tăng phô các bạn quay ngược góc luôn cái chỗ cái tăng phô. Đấy, những mũi hàng cực kỳ đẹp. Đấy các bạn. Và mình cũng ghép với một amply này, thì amply này cũng có cái tầm có 5 triệu, amply 5 triệu, và cặp loa này có 5,5 triệu thôi. Đấy, thì các bạn có thể sở hữu cho mình những cái bộ nghe nhạc như thế này mà cái tầm tiền lại không đáng chỉ phải lăng tăng. Và đây các bạn nhìn thấy mình quay kỹ lại, và đặc biệt cặp loa này là lưới mắc cáo các bạn nhé, lưới mắc cáo, cặp lưới mắc cáo rất cổ điển của những thập niên 60. Nhưng mà thời kỳ đó thì cái độ tiến bộ và công nghệ của Nhật, người ta đã làm những cái lưới như thế này rồi. Đây các bạn thấy với cận cảnh các bạn, cặp loa này thì tem nó vẫn còn, chữ tem sang xuôi. Đấy, đặc biệt đây, bụi bặm mà còn, mình chưa dọn luôn. Cái đó là bụi bặm đấy. Và phía sau lưới các bạn thấy nhìn kỹ này, phía sau lưới cái vải cước zin của nó bao nhiêu năm nay. Đấy, bao nhiêu năm nay nó vẫn còn, có nghĩa là chứng tỏ cặp loa của mình còn rất chi là rất chi là hoàn hảo, rất chi là hoàn hảo và không thể chê đâu được. Cặp loa các bạn có thể xem phía sau, cặp loa xem phía sau các bạn có thể xem phía sau cực kỳ đẹp, sang xuôi SB 1001, thông số của nó đây các bạn có thể nhìn đọc đây. Đây các bạn, bắt là 10 in, có nghĩa là 22 bắt 25. Và mít là
mít là 6.5 inch, có nghĩa là 16.5 cm, và chép là 1 inch là 2.5 cm. Đấy, chép đôm. Đấy, và cặp loa này đấy, các bạn nhìn thấy những cái nút vặn của nó để chỉnh, để chỉnh độ cao và độ thấp. Mình thích ngay cái tầm cao tầm thấp. Đấy, và những cái chạm loa. Nếu như ta chỉ câu vào đây nhé các bạn. À, ta nghe thường thì ta câu vào đây là nó phát ra đủ ba quay cho mình, đủ ba quay. Đấy. Và cặp loa cực kỳ đẹp. Tem phía dưới vẫn còn các bạn ạ. À, cực kỳ đẹp. Mình chưa thấy cặp loa nào mà giá nó quá mềm như thế này. À, nhưng mà lại đẹp như vậy. Thế thì quay trở lại dù con cái CD này có, mình chỉ bán 1.7 triệu thôi, mình chỉ để cho các anh em có 1.7 triệu bao ship về Bắc Giang nha. Và bây giờ Quý Nguyễn tất nhiên là sẽ test những cái đĩa cho các bạn nghe. Các bạn đang nghe nhạc phải không ạ? Đây, đang nghe và đang hát bản số 2. Bây giờ mình bấm lên, nhảy cóc lên cái bản số 5. Các bạn nhìn vào đây, nhìn vào đây là biết nha, thì nó bắt như thế nào. Đấy, chưa được 1 giây thì nó lại bắt ngay. Rồi từ bản số 5 các bạn, đây là một cách tư vấn của mình để các bạn có thể hiểu được, chọn được những con CD mà ta test được cái chất lượng của con mắt của cái đầu CD. Hồi nãy từ bản số 2 lên bản số 5, hay là từ bản số 5 bây giờ mình bật vào bản số 8. Đấy, thì nên nó bắt ngay trong tích tắc thôi. Đây, các bạn thấy không ạ? Đó là một cách test con mắt. Và bây giờ mình bấm stop, mình dừng. Và mình cho đĩa ra. Rồi mình sẽ lấy cái đĩa khác bỏ vô test. Đây là mình xài cái đĩa cũng rất bình thường. Và cái đĩa của mình hình nó trầy như vậy đấy. Nó trầy chuỗi như vậy đó. Đấy, đĩa bình thường thôi nha, chứ không phải là đĩa mình chọn rồi cho có để mình test cho khách đâu. Đĩa chày quá các bạn ha, mà sao nó bắt tốt quá ha, mà giá thì quá mềm. Đấy. Và bây giờ mình lại cho một cái đĩa khác vào để các bạn biết được về cái chất lượng như thế nào. Bây giờ mình cho một cái đĩa này cũng là đĩa chợ thôi, đĩa này chỉ có 5.000 đồng một cái đĩa thôi. Mình thường bán đầu CD nhiều, mình dùng những cái đĩa này là vì lý do sao? Chứ không khách hàng hiểu nhầm là ông Quý Nguyễn này ông sắm những cái đĩa gốc, những cái đĩa gọi là đĩa thuốc ấy, thì đem về nhà nó không đọc, ở nhà không có đọc. Chứ còn đĩa đây ơi, quý vị thấy kỹ không ạ? Nó trầy như vậy đó. Nhưng mà bỏ vào nè, rồi cho ta bỏ vào và ta bấm nút open. Rồi các bạn nhìn đồng hồ đấy. Rồi nó bắt ngay đấy, lên cái 10 bài và nó đấy. Và mình bấm play. Bấm play. Rồi. Hát ngay các bạn ạ. Đây. Đấy là một điều là kiểm tra con mắt, con mắt của con CD này, dù chỉ có chưa đến 2 triệu. Đây. Với cái âm ly này nữa. Nhưng mà cho ra âm thanh rất chi là tuyệt vời. Âm ly này cũng tầm giá 5 triệu thôi. Thuộc một hãng đồ teo nổi tiếng. Đấy các bạn. Rồi. Đây là Trường Vũ hát đấy. Và bây giờ mình, từ bài số 1 mình bấm qua cái bài số 4 đi, thử cái đĩa này con mắt như thế nào. Đấy, các bạn thấy không ạ? Quá ok đấy. Thế thì mình đã test 2 cái đĩa để test con mắt của cái đầu CD cho các bạn xem. Đấy. Như vậy là mình cũng mình thường hay nói chúng tôi đang bán cái uy tín và bán thông tin, chứ bán sản phẩm là cũng chưa quan trọng. Chúng tôi đang làm thêm những cái phương châm đó. Và cuối cùng thì mời các bạn nghe những bản nhạc trữ tình của do Trường Vũ thể hiện. Chỉ muốn buồn dù nhau bay về đâu, ngơ ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thép súng tê tay, dằm mẫn theo bao hư áo thở dài, đời trốn xa.
khi con về quê ngoại xương, để mẹ nhắn lời thăm. Đường lại cũ năm nào, khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liệu vườn gió. Ooh.